Kính thưa tất cả quý Phật tử đang có mặt tại Pháp hội Vu Lan của chùa Từ Nguyên tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, Thầy xin thân gửi lời chúc đến tất cả các vị Phật tử. Chúng ta có một mùa Vu Lan ấm áp trong tình yêu thương của người thân, và nhất đó là tình yêu thương của cha mẹ. Kính thưa tất cả quý Phật tử, có những người con đến khi chợt nhận ra mình sống trong những ngày tháng mồ côi, không còn cha mẹ, nhất là đối với mẹ, mới hiểu được là suốt cả cuộc đời này chúng ta cũng chẳng tìm đâu ra, và trong lòng chỉ còn là những nỗi nhớ thương da diết cùng với sự tiếc nuối và hối hận. Cho nên mỗi khi lá thu đổ, Vu Lan về, thì thâm tâm họ cảm thấy ngậm ngùi, xót xa. Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan. Bâng khuâng nhớ mẹ sầu ly cách, thổn thức tim con suối lệ tràn. Thầy nghĩ rằng với những ai đang còn có mẹ thì hình như mình cứ ỷ lại rằng mẹ vẫn còn đó. Nhưng chúng ta không biết là mẹ như lá thu. Cho nên hôm nay Thầy muốn rằng những ai đang còn có mẹ, đang còn có cha, chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ về ơn nghĩa của cha mẹ, và bằng mọi cách để chúng ta có thể đáp đền được một chút phần nào đó khi cha mẹ còn có thể thấy biết, để chúng ta không phải ngậm ngùi giống như ai đó đã viết lên lời thơ mà Thầy vừa đọc cho quý vị nghe. Thầy xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị tối hôm nay qua chủ đề Lời con muốn nói. Kính thưa quý Phật tử, nó có một điều nghịch lý ở trong cuộc sống của mình. Đó là chúng ta rất là thương cha mẹ, nhưng chẳng hiểu vì sao chúng ta không nói được cái lời yêu thương với cha mẹ. Phải không quý vị? Tại vì mình thấy nó không cần thiết. Nhưng mà bây giờ xin phép hỏi cha mẹ, khi các vị nghe con mình nói con thương mẹ lắm, con thương ba lắm, quý vị hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Đứa nhỏ nói mình hạnh phúc kiểu khác, nhưng mà khi con mình lớn lên một chút, nó nói mình hạnh phúc kiểu khác. Bữa rồi Thầy có tiếp một gia đình đó, tức là bác này có ba người con gái. Năm nay là bác đã 80 tuổi rồi, ba người con gái là cũng gần 60 hết. Mà quý vị biết, bác này là chồng mất trong chiến tranh. Bác nuôi ba cô con gái học hành thành đạt, và cả ba cô này là không có chồng. Xin lỗi, không lấy chồng. Không chịu lấy chồng, chứ không phải là bị úng.
Thầy rất ngưỡng mộ gia đình này, bốn người phụ nữ, bốn mẹ con. Bà mẹ 80 tuổi, những người con tóc đã bạc rồi, gần 60 rồi. Nhưng mà thầy có cảm giác rằng là bà mẹ này chắc chừng hai mấy tuổi à, còn ba cái người con gần 60 này chắc chừng mới 4-5 tuổi thôi. Họ tới chùa, dễ thương lắm. Mẹ, mẹ uống nước không mẹ? Con thương mẹ lắm. Rót ly nước đưa cho mẹ cũng nói con thương mẹ lắm. Mẹ ngồi đây này, con ngồi kế mẹ nghe, con thương mẹ lắm. Thầy mới hỏi bác đó. Thầy nói nãy giờ thầy tiếp gia đình bác 10 phút mà thầy nghe ba người con nói con thương mẹ chắc cũng cả chục lần. Bác nghe vậy có chán không? Bác nói dạ không. Thầy nói thầy mới nghe có 15 phút mà nó nhiều như vậy là thầy cũng thấy hơi ngán rồi đó. Người mẹ nói không có ngán. Con rất hạnh phúc khi nghe con của con nói thương con. Thầy nói nếu những người con mà không nói thương bác nữa thì bác có buồn không? Bác nói chắc buồn. Con biết rằng con của con nó rất là thương con. Nhưng mà khi nghe các con nói con yêu mẹ lắm, con thương mẹ lắm, con cũng cảm thấy vui. Thầy hỏi vui là tại sao? Bà nói nó nhiệm màu lắm thầy. Có mấy lúc con đau chân, con gái của con tới bóp dầu, mà vừa bóp dầu vừa so, ôi da trời ơi tội nghiệp mẹ, mẹ đau quá hả, con yêu mẹ lắm, con thương mẹ lắm, tự nhiên con cũng thấy bớt đau. Thầy có cảm nhận là bác này chắc lớn tuổi rồi, cho nên cái cách suy nghĩ giống như cái người mà gọi là cải lão hoàn đồng. Nhưng mà bác này kể cho thầy nghe là mình già mình dễ cô đơn lắm thầy. Những cái chuyện mà mới nói đó là mình sẽ quên, nhưng những cái câu chuyện mà của 50 năm trước là không quên. Cho nên cứ nhớ những chuyện cũ, chuyện xưa, rồi những cái nỗi buồn, nó làm cho lòng của mình không thoải mái. Thì có những người con nói chuyện ở bên cạnh, nói những lời này, con cảm thấy thật sự là hạnh phúc. Thì thầy mới hỏi ba người con gái đó, thầy hỏi vậy chứ, rồi mấy cô vì sao mà cứ quanh quẩn ở bên mẹ của mình. Họ nói rằng cả ba chị em họ nói giống nhau. Họ nói rằng chúng con lớn lên từ sự chắc chiêu của mẹ. Và con cảm nhận một điều rằng con không thể thiếu mẹ. Tất cả ba chị em chúng con cùng thống nhất là không lập gia đình để sống trọn vẹn với mẹ. Trọn vẹn sự yêu thương, trọn vẹn sự quan tâm và trọn vẹn thời gian cho mẹ. Mỗi người kể một kỷ niệm. Thầy biết không, lúc mà con đi làm, ba chị em còn đi làm, chưa nghỉ hưu, mẹ con lớn tuổi như thế vẫn nấu cơm cho tụi con ăn. Con chạy về thấy mẹ lơm khơm trong bếp, chạy vô cũng ôm hôn sau lưng mẹ một cái, con nhớ mẹ. Họ kể lại bằng cả một cái sự ngọt ngào, êm ấm của tình yêu thương chân thật. Đó là hạnh phúc. Thì các cô này nói là họ nhỏ thì chúng con không cảm nhận chúng con thương mẹ như thế nào. Nhưng mà khi lớn lên, con cảm nhận rằng không thể thiếu mẹ. Vắng mẹ một chút là chúng con cũng không thể chịu được. Đi làm có một buổi thôi, tranh thủ chạy về ăn cơm, mà cảm thấy như là nhớ cái gì đó, chạy vô nhà thấy mẹ mới yên tâm. Rồi dỡ lòng bàn ra, rồi bóc, rồi ăn vụng, rồi mẹ la, rồi mấy mẹ con trong nhà lúc nào cũng rộn ràng niềm vui. Các cô này kể rằng 30 năm trước, khi mà chúng con cảm nhận được cái cuộc sống này có nhiều cái nỗi đau khổ, phải chia cách, thì chúng con đều rất sợ xa mẹ.
Cho nên nếu mà mẹ bệnh thì chị em chúng con phải sắp xếp có người ở nhà với mẹ, xin nghỉ làm. Họ trân trọng từng ngày, mà ngày nào cũng vậy, cũng yêu thương mẹ như thế, cũng chăm sóc mẹ, cũng quan tâm, cũng nói với mẹ những lời như thế. Thì hỏi có khi nào mà các cô nói những cái lời đó mà thấy nó có vẻ thừa thãi, hay là mình nói cho mẹ vui không? Nói dạ không, chúng con nói bằng trái tim. Chúng con nói thương mẹ là nói bằng trái tim. Nói giống như những đứa trẻ hồi nhỏ mà nó ôm chân mẹ lúc 1-2 tuổi, nó nói là nó thương mẹ. Thầy thấy mấy mẹ con rất dễ thương. Bà mẹ bà cũng hỏi con thương ai nhất, thì một trong mấy cô đó cũng nói con thương mẹ nhất. Hỏi thương để đâu? Thương để trên đầu. Thầy nghĩ nếu ai mà tình cờ mà chứng kiến cảnh đó, mình nghĩ rằng là bác này với mấy người con hình như có vấn đề, không bình thường lắm, phải không? Nhưng mà nếu mình nghĩ như thế đó, có khi mình sẽ sai lầm, mình sẽ không đúng. Bởi vì những người con đó không phải nói để cho mẹ vui. Dù họ lớn tuổi rồi, họ làm công chức, dân trình độ, dân trí thức mà, họ đâu có ngu ngơ được. Họ nói bằng trái tim. Thuở nhỏ nói với mẹ như thế nào, trải qua dâu bể cuộc đời 50 năm, họ vẫn nói như thế với mẹ của mình. Và bà mẹ đó, hồi nhỏ đùa chơi với con, nói những gì, hỏi những gì, bây giờ sau chặng đường dài gần 60 năm, bà vẫn hỏi những người con của mình những câu nói đó. Quý vị cứ so sánh đi. Bây giờ mình ở trong nhà với ba mẹ mình nói những câu gì, mình hỏi những câu gì, rồi ba mẹ mình hỏi mình những câu gì, nói những câu gì. Không có giống những câu nói ngày xưa nữa. Không phải mình nói với ba mẹ mình những câu nói giống như thuở nhỏ mình nói nữa. Và ba mẹ của mình cũng nói với mình những câu nói hoàn toàn khác với những câu nói khi mình còn bé nhỏ. Có phải vậy không? Thầy nghĩ chắc chắn là như thế. Nếu là con cái, thì con cái bây giờ nói với mẹ như thế nào? Mẹ nói nhiều quá, mẹ phiền quá, mẹ gọi cho con chi gọi hoài vậy, con đang làm việc, con nói mẹ cũng không biết đâu, thôi mẹ đừng có quan tâm. Hoặc giả là mình nói mẹ còn tiền không, di chúc mẹ làm xong chưa. Bây giờ chúng ta nói với mẹ nó mang tính thực dụng, tình cảm nó không có nhiều. Tại vì sao? Tại vì mình còn có suy nghĩ là mình nói những cái từ mà con thương mẹ nhất trên đời rồi, mấy cái đó nó hơi sến sến, phải không quý vị? Phải không? Thấy nó kỳ kỳ phải không? Không đâu quý vị. Thầy có thấy một cái anh đó 70 tuổi, ảnh nói với ba ảnh 90 tuổi ở chùa thầy, thầy chứng kiến luôn đó nha. Con thương ba lắm. Thầy nghe mà thầy cảm động. Không biết mấy anh đàn ông ở trong đây có ai mấy ngày qua có nói câu này với ba mình không? Chắc không. Nếu ba thầy còn sống thì chắc thầy cũng không nói được. Thầy thấy nó kỳ kỳ sao? Thầy hiểu được cái tâm lý chung của nam nhân, hoặc giả là của thanh niên, của những người còn trẻ, không cần thiết nói những câu đó với cha mẹ của mình. Thầy cũng có hỏi những bác lớn tuổi. Thầy nói bác lâu lâu có nựng con mình, có nói mẹ thương con lắm không? Mấy bác đó nói không thầy, giờ đâu cần nói câu đó nữa đâu, không cần thiết nói nữa. Chính ngay cả những người cha, những người mẹ cũng nói không cần thiết. Hồi nhỏ giận con, nũng nịu với con, rồi giận con đi này kia, nói chuyện kiểu này kiểu kia, nó bây giờ không cần thiết nói nữa. Con cái có một thế giới hoàn toàn khác với lại ba mẹ ở trong thời đại này. Cho nên sự đồng cảm nó không còn.
thời gian dành cho nhau nó ít quá. Trong khi ngày xưa cha mẹ với con cái cùng làm lụng ở trên một rẫy khoai, trên nương bắp, cùng phơi lúa trên một cái sân, hoặc giả là đi ra đồng làm, gắn bó với nhau trong từng công việc, sinh hoạt gia đình, cho nên nó có sự khăng khít với nhau. Nhớ lắm, nhớ lắm căn nhà xưa, nhớ lắm mái nhà xưa, nhớ lắm cái sân. Có một lần quý vị biết thầy có đi tới an vị Phật cho một cái nhà của anh Phật tử ở Long An. Ảnh thành đạt, ảnh cất nhà đẹp lắm, nhưng mà còn một cái khoảng sân phía sau đó, nó tùm lum, nó dơ lắm. Trong đó có cái chuồng heo rồi này kia, nó sập xịt. Thầy nói sao không chịu dọn cho sạch đi con. Anh nói con để đi, con nhớ má con. Con lớn lên ở nơi này, con nhớ hoài cái hình ảnh má con săn quần, đi sắc rau muống, đi cắt rau muống cho heo ăn. Ảnh gia cố cái chuồng heo lại, những cái bờ mương đó là những cái cây, rồi ngay cả cái sân phơi lúa nó hư hết, ảnh cũng giữ lại. Anh nói cái chỗ đó con đã từng lớn lên và chứng kiến cái cảnh mẹ con làm lụng ở đó. Con cũng từng khiêng lúa cùng với mẹ, rồi từng xách những cái thùng cám đi ra đó phụ với mẹ cho heo ăn. Thật là cảm động. Nếp sống ở quê rất mộc mạc, dân dã, giữa ba mẹ và con cái trong một gia đình, trong một căn nhà. Chúng ta có rất nhiều thời gian được gặp nhau trong ngày, cho nên nó gắn bó lắm. Bây giờ nếp sống của chúng ta ở đô thành nó khác với là ở quê. Có khi ở chung nhà với ba mẹ chứ 3-4 ngày nói chuyện được vài câu, phải không các bạn trẻ? Mình ít thời gian quá, mà ba mẹ lớn tuổi thì lại có cái thời gian để sinh hoạt khác mình. Ba mẹ sẽ ngủ sớm hơn, thức sớm hơn, còn mình thì ngủ trễ hơn, thức trễ hơn. Chúng ta có nhiều thời gian cho công việc, rồi rảnh ra một chút là chụp điện thoại, rủ rê bạn bè, tụm ba tụm bảy, ngày cuối tuần cũng dành cho bạn mình. Nhiều khi bà mẹ bà đứng đó, bà cũng không biết ngày nào con dành cho mẹ, thời gian nào trong tuần con dành cho mẹ. Thấy con bận quá cho nên ba mẹ không muốn làm phiền con. Ba mẹ mình cũng là người ở đô thành, cho nên biết được yếu tố của công việc, của cuộc sống, cho nên thông cảm với con, đồng cảm với con. Và điều đó có nghĩa rằng họ đang thu mình vào một góc khuất của ký ức. Tâm lý của chúng ta nó sôi động. Đừng quên rằng người già cũng muốn tâm của mình được tỏa ra, ý muốn mình tỏa ra, nhưng không phù hợp với con nữa, cho nên đành rút lại, thu lại ở trong lòng, mà nghĩ đến câu vạn vật vô thường, không muốn làm phiền con cái. Quý vị cứ suy nghĩ kỹ và quan sát, thì chúng ta thỉnh thoảng sẽ bắt gặp được những khoảnh khắc mà mẹ tuổi thân, mẹ cô đơn, ba mẹ của mình sẽ lầm lũi ngay chính trong căn nhà của mình. Và ba mẹ với chúng ta ngày một xa cách nhau, với lý do đơn giản là ba mẹ không muốn làm phiền con, và con cái cũng không có muốn để cho ba mẹ nặng lòng, lo lắng cho chúng ta. Quý vị đừng quên rằng ba mẹ của chúng ta là người Á Đông, là người Việt Nam. Người Việt Nam thì bất luận cha mẹ nào từ khi có con thì xem buồn vui của đời con cũng là của mình, thành bại của đời con cũng là của mình, được mất
của con cũng là của ba mẹ. Hạnh phúc hay khổ đau của con, ba mẹ đều tự cảm thấy mình có trách nhiệm. Đó là văn hóa. Người ta nói rằng đó là văn hóa của những người làm cha làm mẹ ở đông. Thầy nghĩ không hẳn như thế. Mà nó là gì? Nó là sự hy sinh. Hy sinh không điều kiện. Mình muốn đi uống cà phê với bạn bè. Vậy bây giờ đặt ra một câu hỏi, ba mẹ mình có nhu cầu không? Thưa quý vị, ba mẹ có nhu cầu không? Có chứ. Cũng có nhu cầu được gặp bạn, được trò chuyện với bạn, uống cà phê hay là nói chuyện gì. Nhưng mà bây giờ làm không ra tiền, cho nên ba mẹ tự nhiên cảm thấy không cần thiết nữa. Rồi lớn tuổi rồi cũng không dám đi. Đi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc giả là ảnh hưởng tới công việc của con cái. Nó bàn với nhau, trời, tao thấy mẹ mày lớn tuổi rồi mà còn nhí nha nhí nhảnh. Nghe vậy cho nên mẹ nó thôi khỏi đi ở nhà. Có một vài bà mẹ thầy hỏi có nói đó, nói thật ra muốn đi nhưng mà nó dối với con cái là mẹ không thích, sợ tốn tiền của con, sợ nhiều khi đi chung với bạn bè nó rồi mình nói hở một câu gì đó nó hớ một cái nó không vui, con mình nó không vui, phải không các bà mẹ? Cho nên tránh né. Có một bà mẹ bà nói thầy xây chùa lẹ lẹ đi cho con vô ở thầy. Thầy nói bà đang ở nhà vui vẻ bà vô chùa làm chi? Nó không, con cái của mình nó cũng cần có không gian riêng, thầy có mình ở đó nó không tiện. Mà tụi nó bây giờ muốn dọn ra ở riêng nó cũng không dám vì nó thương mình. Cho nên nghỉ hè nó cũng không có đi chơi được, nó cũng không dẫn con cái nó đi chơi được. Mình muốn đi chung với nó cũng không tiện. Con cảm nhận rằng mình đi chung là không tiện. Nhưng mà ở nhà thì nó không yên tâm, cho nên cuối cùng nó không đi đâu được hết. Nó không đi đâu được thì nó cũng bực. Nó cũng bực rồi vợ chồng nó cũng nhăn nhăn nhó nhó mà nó không dám nói cho con. Nhưng mà con để ý con thấy con biết. Con để ý con thấy con biết chuyện đó. Bà mẹ này bà kể cho thầy nghe một câu chuyện. Hôm nay thầy kể cho quý vị nghe thì quý vị phải để ý với ba mẹ của mình. Bà nói có bữa đó con bệnh, con nằm ở trong phòng, con không có ra ăn cơm được. Thì cái đứa con dâu nó cũng dễ thương, nó cũng vô hỏi mẹ thích ăn cái gì, mẹ ăn cái gì được. Con nói con không ăn gì được hết, thì nó cũng cặm cụi, nó nấu cháo trắng. Nó biết con thích ăn cháo trắng lá dứa với lại một chút kho quẹt rồi đem vô, đem tới phòng. Bưng vô xong rồi, nói mẹ ăn đi, chúng con ở ngoài ăn cơm. Bà mẹ này bà kể, bà nói mệt đâu có ăn nổi, ăn có 2-3 muỗng cháo thôi. Rồi bà mở cửa phòng, bà chưa kịp đi xuống, bà đứng ở trên thang lầu, bà nhìn xuống. Bà nói thầy biết không, con thấy vợ chồng con cái nó ăn cơm rất là vui vẻ, thoải mái. Cái không khí đó nó khác hẳn với có mặt con. Tại vì có mặt con ăn chung nó không có được tự nhiên, nó không được thoải mái. Con nói sao chết rồi. Đây là chuyện rất tế nhị. Nhiều khi sự hiện diện của mình, con mình nó không có tự nhiên, nó không thoải mái. Phải không các bạn trẻ? Phải không? Không dám gật đầu à. Đó là lời nói của một bà mẹ. Bà nói từ đó bà phải nói dối. Bà phải nói dối với lại vợ chồng con trai của mình. Mẹ không thích ăn món này. Mẹ cũng không thích ăn chung với tụi bay. Hai đứa bay với hai đứa con bay ăn sọt qua sọt lại. Mẹ chóng mặt quá mẹ không ăn được. Bà kể cho thầy nghe là bà nói con phải nói dối. Bà nói cho nên là mẹ ăn trước. Ở nhà quy định 7 giờ tối ăn thì 6 giờ mẹ ăn trước. Còn vợ chồng tụi bay muốn ăn gì đó ăn tao mệt lắm. Xong rồi cái bà lén lén bà rình. Bà ăn xong ở trên phòng bà đứng trên lầu bà rình rình. Bà coi con của bà ăn như thế nào. Dễ thương vậy đó.
Lúc đầu bà hơi khó chịu, nhưng sau bà cảm thấy hạnh phúc vì bà đã chọn được phương án tốt. Bà nói hạnh phúc là gì? Những đứa con của bà nó cũng yêu thương, nó cũng hiếu thảo và nó cũng vô tư. Mẹ, mẹ muốn ăn cái gì nữa không? Lâu lâu mẹ xuống đây ăn với tụi con đi, vắng mẹ con cũng buồn. Bà nói tụi bay xạo dừa thôi. Đâu có gì thấy. Thật sự cha mẹ của chúng ta là người Việt Nam, là người Á Đông, cho nên tự thấy rằng mình phải hy sinh và có trách nhiệm với con cái. Cho nên buồn vui thành bại của đời con cũng là của mẹ. Không giống như các bà mẹ của các nền văn hóa của Âu Tây, trách nhiệm nuôi con lớn lên 18 tuổi, con muốn làm gì làm, con tự quyết định, mẹ không quyết định nữa. Cho nên văn hóa tam đại đồng đường, tức là ba thế hệ cùng ở chung một căn nhà, vẫn còn giá trị của sự ấm áp, của sự kết nối trong gia đình truyền thống của người Việt Nam. Và bữa cơm gia đình là cái nơi mà để cho mọi người chuyện trò, chia sẻ tâm tình, để giảm bớt đi những căng thẳng sau một ngày lao động vất vả làm lụng. Cho nên Thầy khuyên các vị nên cố gắng duy trì mâm cơm gia đình. Vì một ngày chúng ta đã bươn chải quá nhiều, thời gian dành cho công việc, dành cho xã hội, dành cho bạn bè, dành cho đối tác, dành cho đồng nghiệp, thậm chí dành cho ai đó, người dân khác họ cũng nhiều. Thời gian chúng ta dành cho ba mẹ còn bao nhiêu? Thật ra chỉ còn lại trong mâm cơm thôi. Mâm cơm gia đình chúng ta ăn bao lâu quý vị? Thầy nghĩ chắc 30 phút phải không? Có khi nào kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng giống hồi xưa không? Chắc không. Bây giờ ai cũng gấp, ai cũng vội. Ăn xong rồi, tao có ăn trước nha mẹ, để đóng chén đó mẹ xử lý, rồi con vô phòng là rồi, mất tích luôn. Bà mẹ bà muốn nói đâu có nói được, muốn tâm sự cũng đâu tâm sự được, sợ phiền con cái. Rồi sáng ra bà mẹ phải thức sớm, bà phải canh, canh con thức dậy để nói chuyện. Nhưng mà canh nó mới dẫn xe ra, nó ôm cái điện thoại nó nói chuyện, cái mẹ thôi nín luôn. Mấy bà mẹ kể cho thầy nghe vậy đó. Tức là nín luôn, có những câu chuyện muốn nói với con mà cả tháng trời hai mẹ con trong nhà chưa nói được với nhau. Tội nghiệp quá. Rất là tội nghiệp. Thầy nhớ hồi nhỏ ở nhà thầy cái mâm cơm gia đình vui lắm. Buổi trưa, buổi chiều gì cũng vậy. Ba thầy bắt buộc là phải ăn cơm chung. Mà hồi nhỏ là thầy không có thích ăn cơm chung. Tại vì toàn là người lớn không à, thầy ăn cơm chung nó không có hợp, cho nên thầy bới một tô. Đó, rồi thầy ra cái góc, thầy với chị Mười ngồi cái góc đó. Mà mấy người lớn đó cũng cảm thấy là cho hai đứa nhỏ này ra cái góc đó ngồi cho nó yên. Mà ba thầy không cho, cứ bắt vô ngồi ăn cơm chung. Dọn xung quanh nhà thầy 10 anh em mà, đông lắm. Rồi thêm chị dâu, rồi kia tùm lum nữa. Rồi những người làm nhà, rồi cái nồi cơm là để xa mà kia. Ai ăn là tự đi tới bới. Chứ nếu mà để kế ai là cái người đó bới chết luôn khỏi ăn. Mười mấy người mà chiền cái chén qua là khỏi có ăn được. Nhưng mà thầy nhớ cái không khí ăn cơm của gia đình thầy rất vui. Nói đủ thứ chuyện trên đời. Hãy có người chị đi chợ mua đồ về nấu ăn là kể cho nghe những câu chuyện được nghe từ chợ. Hãy cái ông anh mà đi ra bên ngoài làm cái gì đó thì sẽ kể những câu chuyện mà được nghe từ ngoài đường. Là thậm chí bốn người nhỏ, mấy anh em nhỏ thầy là còn đi học đó, là cũng kể chuyện ở trong lớp học là bà cô này hung dữ, ông thầy kia nghiêm khắc. Rồi tùm lum tùm la, đủ thứ chuyện trên đời. Cho nên nó cũng hình thành một cái nếp văn hóa gọi là văn hóa bà Tám. Nhưng rõ ràng trong cái khoảng thời gian mà ăn cơm mà nói chuyện sôi động như vậy đó, mọi người trong gia đình dường như quên đi những lo toan, những muộn phiền. Phải không quý vị? Quên đi. Quên đi những lo lắng, những buồn phiền trong cuộc sống. Rồi người này góp vô một câu, người kia góp lại một câu. Cho nên nó cũng sẽ có những cái hướng để cho gia đình của chúng ta định hướng được công việc làm.
Đây là một cái nếp sinh hoạt rất là hay. Hỏi han nhau, quan tâm nhau, sẻ chia nhau, chăm sóc nhau. Nó được tiếp nối bằng những cảm xúc từ trái tim. Vậy thì hà cớ gì tại sao bây giờ chúng ta lại thích ăn cho nhanh, ăn cho lẹ? Thầy có hỏi, có một Phật tử nó nhịn mặt, nó hết ăn nổi rồi. Thầy hỏi mấy bà vợ nhịn mặt, ổng nuốt không nổi, thầy ơi, cho nên ăn cho lẹ đi. Do đâu? Do chúng ta không chịu mở lòng, do chúng ta không trải lòng với nhau để quan tâm đúng nghĩa, chia sẻ thật tình. Hạnh phúc của gia đình từ đâu? Từ chỗ chân thành với nhau. Chúng ta nói được tiếng nói từ trái tim của mình, không toan tính, không hơn thua, không so đo. Có một người Phật tử đi tới chùa, gia đình đó đi tới chùa. Cái chị vợ với hai đứa con đi vô, còn ông chồng ngồi ngoài xe. Thầy hỏi đi với tài xế, nói dạ không, đi với chồng. Thầy nói sao không kêu ảnh vô đây lại Phật? Nói không, ảnh không có đi chùa, ảnh chở đi chùa vậy là tốt lắm rồi. Thầy nói gì ngộ vậy? Đi tới sân chùa thì cũng là đi tới chùa. Kêu ổng vô đây coi. Cái bà vợ đi ra một vòng. Đi vô, nói ảnh không chịu vô, ảnh gặp thầy ngại lắm. Thầy nói làm gì ngại? Bây giờ đi ra kêu ổng vô, nếu ổng không vô là thầy đi ra tới nơi. Đối với vậy thầy có ra không? Ra chứ sợ ai. Thầy ra thầy coi con mọc ba đầu, sáu tay, 12 con mắt hay sao mà ương ngạnh ghê gớm vậy. Thầy đi ra, cũng là một người đàn ông lịch thiệp, thành đạt. Hỏi tại sao vợ con đi vô chùa lại Phật mà con không chịu vô chùa lại Phật. Nói con thấy phụ nữ đi chùa lại Phật được, chỉ những đàn ông đi chùa lại Phật thấy nó kỳ kỳ. Thầy nói làm gì kỳ? Thầy nói vô đây thầy chỉ cho, rất nhiều đàn ông lại Phật. Cái đi vô thấy có mấy chục thầy nhập hạ trường hạ chùa mình á, tụng kinh lại Phật. Thầy dẫn thầy đi coi. Thầy nói nhìn đi, trong đây có nhiều thầy đẹp trai hơn anh đó. Nhiều thầy là con trai một đó, có người từng là chủ doanh nghiệp, có người là kỹ sư đó. Trong đây có người có bằng tiến sĩ danh giá của Mỹ đó, xuất gia đi tu đó. Ông là cái thớ gì ghê gớm vậy. Vừa nói chơi mà vừa nói thật, vừa nói nghiêm túc mà vừa so sánh đùa. Thầy dẫn đi một vòng. Các anh nói phải công nhận chùa đẹp, chùa sạch. Các anh nói là chùa thầy chắc có nhiều Phật tử tới dọn dẹp. Thầy nói không, tất cả đều do các thầy làm. Ông nói cái gì? Mấy thầy dọn vệ sinh thôi. Nó nói chứ ai làm? Anh hỏi rồi mấy thầy nấu ăn nữa. Thầy nói chứ ai làm? Ông bà mà nói mà muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn chết thì lết vô hòm. Ở đây mấy chục thầy cái gì cũng làm được hết. Anh nói rồi sửa điện, sửa nước, rồi xây dựng này kia, mấy thầy làm chứ sao? Ông nói hay gì à? Thầy nói trời ơi, chuyện nhỏ đầu còn cạo được, nói chi mấy cái chuyện lót gạch, nói chi chuyện chà toilet, nấu ăn, phải không mấy cô? Thế là một thế giới mới đã mở ra trong con mắt của ảnh. Ảnh cứ nghĩ rằng là thứ nhất là mấy thầy là kiêu kỳ, làm cái kiểu thần thánh quá, rồi là cứ chờ Phật tử tới để mà chăm sóc, chăm lo, phục vụ, chắp tay xá xá chào chào. Ảnh cho rằng những điều đó là phản cảm. Tại vì ảnh tâm sự mà ảnh nói lưng dài vai rộng, thanh niên tự nhiên vô chùa không làm gì hết, đi nhận tiền cúng dường. Thì nói làm từ 3 giờ sáng tới 9 giờ rưỡi tối. Không tin ông vô chùa ông ở một tuần, ông sẽ biết các thầy làm cái gì. Thầy dẫn ảnh đi tới xem cái thời khóa tu tập của chùa. Thầy nói đây có chữ ký của thầy trụ trì, có đóng con dấu của thầy trụ trì niêm yết thời khóa biểu này. Bắt đầu từ 3 giờ rưỡi sáng thức dậy công phu bái sám tọa thiền, cho tới 4 giờ rưỡi xong rồi xuống học bài, cho tới
5 giờ rưỡi ăn sáng xong rồi bắt đầu lao động cho tới 6 giờ 45, 7 giờ, tới 7 giờ, rồi bắt đầu là 7 giờ rưỡi lên lớp học, học cho tới 10 giờ xuống tụng kinh, cúng Phật, rồi 11 giờ ăn cơm xong đi kinh hành, niệm Phật hồi hướng công đức cho người nấu cơm, 12 giờ vô ngã lưng một chút xíu, 1 giờ thức dậy, vệ sinh, học tập xong là 2 giờ lên lớp. Lên lớp học cho tới 3 giờ rưỡi xuống là bắt đầu công phu chiều, sám hối cho tới 5 giờ chiều thì ăn nhẹ một chút rồi tắm giặt, rồi đi dạo thiền hành chút xíu là 6 giờ rưỡi lên tụng kinh tiếp. Tụng kinh xong cho tới 7 giờ rưỡi xuống học bài, rồi 9 giờ ngồi thiền tới 10 giờ mới đi ngủ. Không có ngày Chủ nhật, không có ngày lễ, không có ngày cuối tuần. Ông vô ông ở một tuần đi, rồi ông mới được nói cái câu là mấy thầy không có làm cái gì. Ông nói dạ không, con không làm được. Cái gì cái chứ phải cho con ngủ tới 6 giờ. Anh thay đổi suy nghĩ. Tại vì trước đây anh cứ nghĩ là trong chùa không có làm gì. Thì thưa với lại quý vị, cái chị vợ đó, chị mới nói đó, thầy Quan Hỷ đi cho con gửi anh ở 3 ngày thôi để thấy được các thầy làm cái gì. Tại vì anh ở nhà anh không hề làm một cái gì. Anh nói chuyện của phụ nữ, chị nói chuyện của đàn bà, con phải chăm sóc hai đứa con. Ảnh chỉ buổi sáng chở đi học thôi, con phải đi rước về rồi đi chợ rồi nấu ăn dọn dẹp làm cho tới tối luôn. Ảnh chiều đi về kêu phụ cái gì cũng không phụ hết. Anh nói chuyện đó là chuyện phải làm. Thầy nói mình làm chứ ai làm. Trong chùa các thầy làm hết. Rồi thầy mời ăn cơm. Rồi anh ăn cơm mà nó nấu ngon quá. Thầy nói mấy thầy nấu đó. Ngon thì chắc không ngon đâu, nhưng đảm bảo sạch, vệ sinh. Có lẽ là đói quá, tại thầy trì chiết cho tới 1 giờ mới cho ăn. Cho nên đói quá rồi, ăn cơm dưa leo chấm chao là cũng ngon. Thầy cũng đanh đá lắm. Xong rồi thầy mới nói rằng chuyện gì nó cũng có cái sứ mệnh của nó. Công việc gì cũng vậy, khi mình làm mình mới hiểu được. Thí dụ rửa chén, giặt đồ, lau nhà, nấu ăn, thậm chí xếp áo quần. Khi mình làm mình mới hiểu được là người thân của chúng ta làm những công việc đó bao lâu. Và người ta gói ghém cái tình yêu thương trong công việc đó bao lâu. Để mình hiểu. Khi mình hiểu được cái tình yêu thương từ cái sự hy sinh của người thân mình, lúc đó chúng ta mới thấy trân quý và tìm cách để đáp đền. Có một em học sinh ở tại Bến Tre, trong một cái lần mà thầy tổ chức trại hè của giáo hội của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đó, về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở Cần Thơ, tổ chức trại hè cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trại hè đó có tới 3.000 thanh niên tham dự, học sinh, sinh viên của 13 tỉnh mà. Thì trong cái chương trình 3 ngày đó, nó có một cái nội dung là thi nấu ăn. Thi nấu ăn thì cho vốn nấu ăn đó là 100.000 đi chợ nấu ăn cho một buổi ăn mâm cơm gia đình 4 người. Thế là mấy bạn đó hồ hởi chạy đi chợ nấu. Cái chợ đó cũng là của ban tổ chức đặt ra, dọn ra để cho nó mua, rồi đưa tiền cho nó để nó đi chợ bán đàng hoàng, đúng với lại giá ở ngoài chợ. Rồi về chế biến trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì ở chỗ Bến Tre đó, trang trí đẹp lắm, nấu rất đẹp. Lúc mà thầy với các thầy trong ban giám khảo tới chấm, thì cái em đó nó thuyết trình. Cậu đó chắc là học lớp 11, tóc tai đủ màu hết, xỏ lỗ tai đồ này kia nữa, lanh vô cùng, thuyết minh món này món gì đủ kiểu, nói hoa văn rồi màu mè ghê lắm. Thầy hỏi cái con nấu bao lâu, nó nói là con nấu 65 phút. Thầy mới hỏi tiếp năm nay con bao nhiêu tuổi, nó nói con 17 tuổi.
Thầy mới nói bây giờ con làm cho thầy một bài toán. 17 năm con nhân cho 365 ngày, và con tính thử coi thời gian mẹ con nấu cơm cho con ăn 17 năm qua là bao lâu. Không tính được. Đứng khóc. Thầy nói con nấu có 65 phút, mồ hôi kê, mồ kê nó đổ tuôn xuống ầm ầm, ướt áo hết. Thì con nghĩ mẹ con nấu cơm cho con ăn, bất kể là khỏe hay là đau yếu, bất kể là ngày đó mẹ vui hay mẹ đau buồn, bất kể là ngày đó mẹ đang hạnh phúc hay mẹ đang bị tổn thương, mẹ vẫn phải làm. Cho nên nấu bữa cơm này con phải hiểu được. Trắng da dài tóc, vai rộng lưng dài, tất cả đều là sự hy sinh tận tụy và yêu thương của mẹ. Rồi đến một cái trại khác của tỉnh Tiền Giang, thầy cũng nghe các em nó thuyết trình về cái buổi nấu ăn của nó. Nó khen là tự khen nó trang trí đẹp, nó nấu ngon. Thầy cũng nói ngon lắm. Thầy hỏi vậy chứ ở nhà mẹ con nấu ăn có ngon không? Nó nói dạ ngon. Thầy hỏi con có cảm ơn mẹ chưa? Chưa. Nó nói con không có thói quen cảm ơn mẹ khi mẹ nấu ăn. Thầy nói tại sao con đi ra chợ con ăn tô bún riêu, con trả tiền cho người ta, con còn cảm ơn người ta. Vậy sao mẹ nấu cho con miễn phí mà con không cảm ơn? Nghịch lý vậy. Mà thầy tức ghê lắm. Con gái mình làm bộ nó gãi đầu. Sao mình không biết cảm ơn mẹ? Trời ơi, mình không đẻ ra nó mà mình nghe mình còn tức nữa. Thầy nói con đi ra chợ, con mua đồ ăn, con trả tiền sòng phẳng, còn cảm ơn người ta. Còn mẹ nấu cho con năm này qua năm khác, bất kể mưa nắng, mệt cũng nấu, vậy mà con không cảm ơn. Mà bây giờ cũng nói sao mình không biết cảm ơn. Lời cảm ơn đối với mẹ nó ngắn lắm, nhưng nó sẽ là động lực tiếp thêm để cho mẹ có thể thở được những hơi thở bình an giữa cõi đời dâu bể. Nếu chúng ta nói cảm ơn mang tính cách xã giao thì mẹ sẽ không cần. Nhưng nếu chúng ta nói cảm ơn bằng cả trái tim của mình đó, mẹ sẽ hạnh phúc. Có một người mẹ kể cho thầy nghe. Kể cho thầy nghe rằng là con của người mẹ này, bà mẹ này già rồi, ngoài 60 rồi, ở dưới quê lên Sài Gòn này thăm con. Con cái học rồi ở lại đây. Bà tới bà thấy nhà nó bề bộn quá, rồi bà cũng dọn dẹp, bà không báo cho con biết. Rồi bà nấu ăn, bà nấu ăn cho con. Rồi bà cũng mệt, làm nhiều quá bà mệt rồi bà ngủ. Mà bà nói không hiểu sao con ngủ thật là dài, con ngủ 2 tiếng đồng hồ. Rồi thằng con của con nó về nó ăn cơm, ăn xong nó còn viết lại cái tờ giấy để trên cái bàn. Tại vì con có nấu ăn, con đậy lòng bàn. Cảm ơn mẹ. 3 chữ cảm ơn mẹ thôi. Bà mẹ đã khoe với thầy bằng cả sự hãnh diện và hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta không nói lời cảm ơn khi mẹ có thể cảm nhận được? Tại sao chúng ta không nói lời thương yêu khi mẹ còn có thể nghe được? Chúng ta hãy tập nói lại thâm tình với mẹ, nói lại sự quan tâm từ trái tim chân thật của mình. Chắc chắn rằng một ngày không xa, chúng ta có nói ngàn lời mẹ cũng không nghe được. Chúng ta muốn làm vạn điều có ý nghĩa gọi là báo hiếu, mẹ cũng không
cảm nhận được. Hãy làm khi mẹ còn có thể biết. Hãy nói khi mẹ còn có thể nghe. Nói những lời nói từ trái tim của chúng ta. Làm những điều từ trái tim của chúng ta. Nó sẽ là phương thuốc diệu kỳ để giúp mẹ vượt qua nỗi đau của bệnh tật, nỗi đau của cô đơn và nỗi đau của tuổi hờn. Chừng đó thôi, mẹ sẽ có thể vững chãi giữa bão giông để sống cùng con giữa những biến động của cuộc sống. Một điều rất lạ là chúng ta có thể nói những điều rất dễ thương với ai đó. Chúng ta thậm chí là nói rất hay, nói nhiều nữa. Người ta không có nhu cầu nghe, mình cũng nói. Nhắn tin tới tấp. Còn với mẹ thì cọc lóc. Mẹ, con hết tiền. Mẹ, con thèm ăn cháo. Với ai đó, mình sợ ghê lắm. Sợ họ giận mình. Sợ họ buồn mình. Phải không mấy đứa chơi chơi? Cái này là nói thẳng á. Với ai đó người ta đang buồn buồn, vu vơ thôi, mình đã cuốn quýt lên rồi. Còn với mẹ thì thôi kệ, mẹ sẵn ở nhà rồi không sao. Phải không? Cho nên sẵn sàng nói ngàn lời xin lỗi em. Nhưng mà với mẹ thì một câu cũng không có. Tại vì mẹ sẵn đó mà. Mẹ vốn là của mình ở đó rồi. Vi vu hiu hắt thu phong, chạnh niềm hiếu đạo trong lòng xót xa. Công cha nghĩa mẹ đậm đà, mãi mãi chưa đáp lệ xa đôi hàng. Hãy suy nghĩ thật kỹ về những điều này, để chúng ta thấy được ân đức của cha mẹ, tấm lòng của cha mẹ. Suốt cả cuộc đời này chúng ta không thể đáp đền. Đó là điều chắc chắn. Không bao giờ chúng ta đền đáp được. Ví có người ân sâu dốc trả, cổng mẹ cha tất cả hai vai. Giáp vòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa đền. Đây là lời trong kinh báo hiếu ân trọng của cha mẹ. Có đáp đền cũng không đáp đền nổi, cũng không cân xứng. Vậy mà bây giờ chúng ta chẳng mãi mãi nghĩ đến cái sự hy sinh và tấm lòng của cha mẹ. Mình có thể ngồi chờ ai đó cả buổi trời, nhưng mà chờ mẹ 30 phút thôi là cái mặt chầm dầm rồi. Mình có thể là làm cái rờ mọt, đi sau lưng ai đó cả một khúc đường dài, bắt gớm không? Nhưng mà mình đi đâu có mẹ đi bên cạnh, mình thấy nó vướng, mình thấy nó bận tâm. Phải không mấy đứa thanh niên? Có bà mẹ đó, bà kể cho thầy nghe. Bà nói thầy à, ở nhà con cái đèn nó bị chết bóng, mà con kêu cái thằng con á, nó sửa, nó thay một tháng, nó không thay, nó con bận lắm mẹ. Vậy mà cái con nhỏ kia réo nó, cái nó ba giò bốn cẳng nó chạy. Trong đây ai đã từng như thế rồi, giơ tay lên thầy coi thử coi. Bạn trai nào dễ thương mà xách xe chạy có cờ theo tiếng gọi của cái người dân nước lạ đó. Còn mẹ kêu thì chậm chạy. Con bận. Mẹ nói lắm con quên. Mẹ để đó đi, xin lỗi mẹ, từ từ. Còn người ta réo thì không từ từ, chuyện gì cũng bỏ hết chạy. Hỏi mấy đứa con một câu nè, đối xử như thế có bất công không? Có không? Đời bạc đãi con về ôm gối mẹ. Thầy tin chắc rằng khi con của mẹ khổ đau, mẹ sẵn sàng giang tay để đón đợi con về. Khi con của mẹ bị dập vùi bởi những cơn bão đời, mẹ cũng là người đón con về để chở che. Khi con của mẹ tơi tả bởi tình đời vong bội, mẹ cũng sẵn lòng để đón con về, để ru cho con những giấc ngủ yên lành, quên đi những muộn phiền của kiếp nhân sinh.
ai thương yêu mình đa phần là có điều kiện, chẳng qua là điều kiện đó chưa được tỏ bày. Chứ còn đối với mẹ cha thương yêu con không đặt điều kiện. Con có thương lại mình thì tự xem rằng mình có phước. Phải không các bà mẹ? Phải không các ông cha? Còn con nó ngỗ nghịch, nó bất kính, nó bạc bẽo thì mình tự nghĩ rằng mình không có phước, mình vô phước, mình bạc phần. Chắc cũng chẳng trách con đâu. Tự tìm một lý do nào đó để cho lòng của mình bớt buồn tủi. Chắc nó đang bận, cho nên mình bệnh nó chưa về được. Chắc nó đang làm ăn khó khăn, cho nên nó không có thể thoải mái để về quê thăm mình. Đây là những điều mà thầy được nghe các đấng sinh thành tâm sự. Tiền Giang với Sài Gòn bao xa quý vị? Không xa lắm. Nhưng một năm mà có những người con cũng không về thăm ba mẹ. Thấy con cái hàng xóm về thăm ba mẹ, tự nhiên thấy chạnh lòng và tự tìm một lý do để mình chấp nhận được rằng mình không vô phước. Con của mình nó bận và nó đáng thương hơn. Rồi những người con gọi về thăm ba mẹ, đa phần những người ba mẹ ở quê đều nói dối: mẹ khỏe, tụi bay đừng có làm phiền mẹ, gọi hoài mệt quá, thôi để mẹ làm công chuyện. Nhưng bỏ cái điện thoại xuống thì thở không ra hơi, đấm lưng thịt thịt. Tại vì mấy bà mẹ ở quê đâu có biết công nghệ, mấy đứa nhỏ nó bắt camera, nó gọi điện cho mẹ, nó nói chuyện: tụi bay gọi hoài mẹ phiền quá, để cho mẹ nghỉ ngơi, mẹ đang xem phim. Bà tắt điện thoại cái cụp, xong các bà đi làm đủ thứ chuyện ở trong nhà, camera thấy. Những người con kể cho thầy nghe, chỉ xuất phát từ trái tim thương yêu con, cha mẹ chấp nhận một đời bão tố để cho con được bình yên. Vậy thì tại sao chúng ta lại không nói được những lời mà từ bấy lâu nay chúng ta chưa từng được nói với ba mẹ? Tại sao không chúng ta không làm những điều mà bấy lâu nay chúng ta chưa có cơ hội để làm? Hãy làm đi, hãy nói đi, để mai này vô thường có cướp mất đi mẹ của mình thì chúng ta không ăn năn, không hối tiếc. Và hiện tại còn có mẹ, hãy tận hưởng những hương vị ngọt ngào của tình mẹ đang còn động lại trong kiếp người của chúng ta. Để một mai chúng ta không giật mình khóc lóc khi nhận ra những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Và hãy tin tưởng rằng còn có những đứa con của chúng ta, rồi nó cũng sẽ lớn khôn giống như chúng ta hôm nay, rồi nó cũng vô tình như chúng ta hôm nay, rồi nó cũng sẽ trở thành những đứa con vong bội, làm khổ cha khổ mẹ. Hãy nghĩ đến điều đó để chúng ta nhín bớt đi những thời gian dành cho bạn bè, dành cho những cuộc chơi ngắn thôi. Một tuần lễ gọi cho cha mẹ thăm vài ba lần. Nếu ở chung với ba mẹ thì một ngày chúng ta trò chuyện với ba mẹ chừng 10 phút thôi. Tất cả những điều đó có thể ngày mai này sẽ còn tồn tại trong ký ức của chúng ta mà thôi.
Kính thưa tất cả các đấng sinh thành, với tình yêu thương vô bờ bến và lòng hy sinh, thì Thầy tin chắc rằng cha mẹ nào cũng chấp nhận lui về góc tối, nhường cho con cả một quảng trường mênh mông. Cha mẹ nào cũng chấp nhận lui về góc vườn xưa để ôm lại với những ký ức, nơi mà có tiếng chổi quét, tiếng võng kẽo kẹt, cho con được tung bay trong bầu trời xanh tươi. Nhưng nếu như chúng ta biết yêu thương con thật lòng, thì cũng phải bằng cách nào đó để chỉ dạy cho con mình một lần sống có nghĩa, có nhân, có hiếu và có tình. Hiếu thuận sẽ sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác gì. Không tin thử xem, trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng hề sai. Cũng phải một lần tâm sự với con, nói cho con nghe, để con biết cách nuôi dạy đàn cháu của mình. Vì chỉ có hiếu đạo mới có thể làm nền tảng vững chắc nhất, bình yên nhất cho chính con mình và thế hệ cháu của mình. Thưa tất cả các bạn trẻ, các bạn có thành đạt, có giàu có, nhưng Thầy nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ cảm thấy không có ý nghĩa khi mẹ cha không còn. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tại vì căn nhà mình dù chỉ có mấy chục mét vuông thôi, nhưng nơi đó chúng ta được lớn lên bằng cả sự yêu thương. Mẹ là thầy, mẹ là ba, mẹ là cô giáo, thậm chí có khi mẹ là bạn để chia sẻ buồn vui của chúng ta. Cho nên thế giới của nhà mình lại là một thế giới đầy màu sắc lung linh của tình yêu thương. Thầy phải công nhận vị nhạc sĩ viết ra những lời này rất hay. Vinh quang không bằng có mẹ. Nếu được đổi sự thành đạt với mẹ, nếu để đổi sự vinh quang với mẹ, Thầy sẵn lòng sẽ đánh đổi tất cả để được có mẹ. Có mẹ để yêu thương, có mẹ để vỗ về, để chăm sóc, chứ không phải có mẹ để phung phí tình cảm, không phải có mẹ để vắt kiệt nỗi đau của mẹ. Mong rằng tất cả các bạn trẻ hãy trân quý những điều mà Thầy vừa nói, để chúng ta trong từng ngày trôi qua với mình sẽ là những giây phút quý báu đối với mẹ trong tuổi già bóng xế. Chúng ta không đợi tới tháng 7, không đợi tới Vu Lan mới chăm sóc yêu thương cha mẹ. Vì cha mẹ yêu thương chúng ta không có chờ ngày nào hết, không đợi ngày nào hết. Cha mẹ yêu thương chúng ta, chăm sóc chúng ta không phân biệt ngày nào, thì chúng ta cũng phải đáp lại bằng sự yêu thương, biết ơn và hiếu kính cha mẹ, cũng không đợi ngày nào hết. Hãy nói đi, và hãy làm đi những điều mình muốn làm, những lời mình muốn nói xuất phát từ trái tim, để cha mẹ luôn tồn tại trong trái tim của tất cả chúng ta. Xin tạm biệt tất cả quý vị. Kính chúc tất cả các đấng sinh thành luôn được bình an trong sự hiếu kính của con cháu. Và chúc tất cả quý vị
luôn hạnh phúc ấm áp trong tình thương yêu của ba mẹ.